Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, một sức khỏe thật dồi dào. Mọi người ơi, mình đang ở cửa hàng đồ gốm sứ ở Nhật. Mình đấy có một em này là em Trầm Hương hay là cái chóe gì mình cũng không biết tên luôn nhá mọi người nhá. Đấy mọi người, nếu mà ai biết cái này gọi là cái gì thì chỉ mình nhá. Mình nghĩ cái này là cái Trầm Hương mọi người ạ. Nói vui thôi, đây là cái Trầm Hương mọi người nhá. Đấy, Trầm Hương này là của Imadi mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, mình sẽ quay cho mọi người xem. Đấy, đây, bên trên là một con lân. Họa tiết toàn bộ là vẽ tay nổi khối. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Khá là đẹp luôn mọi người ạ. Mình sẽ quay chi tiết cho mọi người, trong lát nữa mình sẽ đo kích thước cho mọi người. Đấy, bây giờ mình đầu tiên mình sẽ quay xung quanh cái bình, trong lát nữa mình sẽ quay chi tiết toàn bộ cái bình này cho mọi người xem nhé. Để mình quay, để mình quay sát lại cho mọi người xem. Đây cái chân của nó này, chân nó đây là vẽ, con này là con công mọi người nhé. Mình không giống con công, chả biết phải con công không mọi người. Bình này thì cũ rất lâu rồi nhưng mà họa tiết thì không bị lỗi một cái gì luôn mọi người ạ. Đây mình quay lại con rồng cho mọi người xem nhé. Đây là cái nắp của nó đây mọi người. Đó, bên trong là cái này là cái nỉ của nó thì là nó bị bong ra rồi. Cái này cái nỉ thì không sao cả mọi người. Đây, bên trong mình, trong mình là nó có cái hộp giấy kia, như kiểu nó để cái hộp giấy mùi ấy mọi người. Nó sẽ có mùi hương nó bay ra. Đây, con rồng ở bên này. Này nó vẫn còn bụi bẩn theo thời gian. Bụi bẩn này thì về vệ sinh thì nó sẽ hết thôi mọi người. Đây là cái chân này là chân rời mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ quay xung quanh cái chân này cho mọi người xem này. Là rồi cái bình đó nhá. Ôi chào Nomana để dạ. Ai arigato. Tomorachi wa mata wa tabu ga no 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 mitai de. Tomorachi à? Ai kite miru onegashimasu. Mọi người ơi, mình vào cái quán này thì là mình quay này thì là quán nó sẽ mời nước trà và ăn bánh kẹo bánh ngọt nhá mọi người nhá. Nó vừa hỏi mình là có uống nước trà không. Đấy, họa tiết đây. Họa tiết phủ kín luôn mọi người ạ. Cái này là quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Hàng Imari. Bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó cho mọi người xem nhé.
Hãy mình một chút, mình lấy thước ra. Đây. Rồi cái chiều ngang của nó trước mọi người ạ. Chiều ngang của nó đây. Chiều ngang của nó. Này hơi khó quay mọi người. Chiều ngang của nó nếu mà tính ra cái đầu dòng nó khoảng tầm 40 mọi người nhé. Chiều ngang của nó 40. Anh Quý lại đo cho em cái này ấy. Để mình nhờ bạn đo xong mà mình quay cho mọi người xem nhé. Hả? 40. Đâu, phải đo chính xác báo cho khách chứ. Anh cầm thước anh đo cho em. Anh đo chiều cao của cái bình này. Chiều cao cái bình này nó lên đến cái chóp nó vào khoảng tầm 50 mọi người nhá. Khoảng 48 mọi người ạ. Khoảng 48. 47. 47, 48. Anh đo chiều ngang kìa. Chiều ngang vào chỗ rộng nhất của con rồng ạ. Đây, to nhất là 45. Nó khoảng 45 mọi người nhá. Đây mình sẽ nhấc cái này đo cái miệng nó. Anh đo cái miệng nó nhá. Đây, đây cái miệng của nó đây mọi người. Còn đây cái nắp này. Thôi được rồi anh ấy. Đấy, cái này là 16 mọi người nhé. Đây. Đấy, cái đấy, anh đặt cái đấy vào nắp đó đi. Xong rồi anh nhấc cái bình, tất cả cái bình lên để em quay cho mọi người xem. Nhấc lên. Nó dí mà. Cứ để này xoay này. Đâu em xoay rồi, em vừa xoay rồi. Bây giờ anh chỉ nhấc lên thôi. Đấy, đây nha mọi người nhá. Có dấu chuyện khắc chìm lên mọi người nhá. Đấy mọi người thấy chưa? Khắc chìm luôn. Đấy, đấy là chuyện, còn đây là cái đế chân của nó đây. Em nhấc cho cái đế. Đây cái đế chân ở đây. Họa tiết kín luôn. Anh đưa Dũng thước để Dũng đo cái chân này riêng cho anh ạ. Dũng đo chiều cao của cái chân này cho anh. Chiều cao này nó khoảng tầm 9, khoảng 9, đo mặt của anh. Mặt nó vào khoảng 17 mọi người nhá. Đấy, anh cứ đặt xuống nha. Chuyện chìm nha mọi người nhá. Chuyện khác luôn. Đặt vào giữa đi anh ơi. Đấy, bướm này mọi người, bướm bay này. Hoa mẫu đơn mọi người nhá. Ôi mọi người ơi, mình xin phép mình kết thúc video đây mọi người ạ. Mọi người xem video mình mà thấy hay thì, hoặc là ai muốn mua cái trầm hương này về ấy, thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo của mình nhé. Số điện thoại Zalo của mình là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi thông tin thì mọi người cứ vào đấy liên hệ với mình. Xong rồi mình sẽ gửi ảnh chi tiết sản phẩm cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Còn rất nhiều sản phẩm đẹp, mọi người cứ đăng ký kênh theo dõi mình để xem những sản phẩm gốm đẹp ở bên Nhật Bản này mọi người nhá. Thôi mình xin chào mọi người nhá. Bye bye mọi người.